2A. Còn đây nó ghi là 36V, nghĩa là cái nguồn sạc, cái này có thể là nguồn ra rồi nè, DC 2.1 × 5.5. Ok, cái này thì mình không biết. Rồi, đây người xem đây nhé, hồi hộp quá, màu đỏ. Wow, gần tới vé rồi. Ok, đừng cái này mình, đây mình lấy ra trước, cái này nó để chống sốc rồi người. Xuống làm sao cho nó phù hợp, ví dụ mình ở cỡ này đi, gắn lại. Rồi đây là chìa khóa chúng ta cắm vào đây, xem thử nó có gì nè. Bật lên, ủa ở trước có đèn nè mọi người nè, chúng ta nhìn cái đèn ở đây thì nó có hai bóng đèn led. Rồi ở đây có hai cái thắng, chúng ta bật thử xem nè. Ủa khi mà chúng ta bấm thắng nè mọi người nè, đấy bật thắng ở đây thì ở sau nó nháy đèn này mọi người nè, dễ thương ghê đó. Ok rồi, ở đây thì chúng ta có một cái báo kèn. Ok rồi, này bật lên tắt đèn mở đèn. Rồi đó, mình sẽ thử cho người xem xuống phía dưới nha. Ở đây thì chúng ta có cái bật lên để chúng ta gặp xuống mọi người nè. Ở đây là một cái dây theo mình nghĩ là để người ta đo đồng hồ km, đo đồng hồ km của mình nè. Rồi hoặc là với lại dây thắng đây, xuống dưới đây thì ở đây nó có một cái thắng đĩa. Đây đây là chúng ta bóp thắng. Rồi bánh xe này khoảng 30 cm đó mọi người, khoảng là 12 inch 30 cm. Đối với bánh xe này
Hồi trước giờ thì mình đã thấy những cái xe nó chạy bên ngoài thì nó có những dòng bánh nhỏ hoặc dòng bánh lớn. Bánh này thì tương đối nó êm, còn những dòng bánh quá nhỏ thì thường nó sẽ dòng đấy. Cái này thì tương đối êm. Thử xem nha. Đấy, tương đối là bánh này êm đấy. Ok. Ở đây thì cái này là một chiếc xe đạp điện, thì mình nghĩ ở trong đây đó là cái bình ắc quy. Đó. Cái này mới nhìn thì chúng ta không thể biết đây là chiếc xe đạp điện đâu mọi người. Giống y như một chiếc xe đạp luôn. Hồi nãy thì mình có lấy cái đồ hai đồ gắn này mọi người nè, chúng ta phải gắn vào đây nha. Đấy. Ở đây thì đây là phục này mọi người nè, cái phục đêm. Mình bóp vào đây nè. Thấy nó có mềm mềm nè mọi người. Mình nghĩ là nó sẽ êm để chúng ta nhấc phục. Rồi ở sau chúng ta có thể xem ở đây. Đấy. Ở đây là một cái thắng đĩa nữa, chân trống đây. Đó. Nhỏ nhỏ rất là dễ thương. Rồi. Ok. Bây giờ mình sẽ thử nha. Thử như thế này. Mình gạt lên. Thử tốc độ thử mọi người nè. Ở trên đây nó có một cái nút gọi là nút tốc độ. Mình vặn thử nha. Đấy. Cao nhất là 24.9 nè mọi người. Đấy. Khi mình tìm hiểu mọi người, khi mình tìm hiểu những dòng xe á thì xe điện khoảng từ 25 km trở lên á, nếu mà cái thông số cao nhất của nó 25 km trở lên thì chúng ta phải đổi một cái hiệu. Còn cái xe này thì mình thử nha, cao nhất là 24.9. rồi xem một chế độ khác, xem chế độ khác mọi người thử xem đây. 24.9. rồi thử nha. 24.9 km. Ở đây có hiện pin, đây có hiện là chúng ta đi được 0.1 km. Rồi, ok. Rồi, ở đây thì chiếc xe này thì không có yên sau. Này có một cái yên như thế này, chúng ta gắn vào đây. Gắn vào đây thì chúng ta gỡ này ra, chúng ta gắn lại. Đó, và độ cao nhất của nó mình nghĩ là chúng ta có thể để sát đây thôi. Còn nếu để quá cao trên đây thì nó sẽ không có được khỏe. Rồi, mình thử thôi nha. Cái này mà chưa có gắn. Mình cao 1m77. Đó, nặng khoảng 7 mấy ký. Theo nhà sản xuất công bố là chở có thể được 120 kg, thì một người thì chạy vô tư. Ok. Đây. Cảm ơn thì vô tư. Này. Nhưng mà nếu mà những bạn nữ dễ thương á, những bạn nữ thì mình nghĩ nó sẽ phù hợp hơn, thì chiếc xe này nó cũng tương đối là nhỏ nhắn. Đây, và khi mà những dòng xe này chúng ta có thể theo mình nghĩ thì nó có thể là đi trên phố. Ví dụ như giờ đây mọi người nè, ở đường này đang kẹt xe đúng không? Đang kẹt xe đi. Thì chúng ta có thể dễ dàng đi, hoặc chúng ta đi đến những cái nơi chúng ta hẹn bạn bè cà phê á, ở những cái nơi như quận 1 nè, quận 7, quận 2, những nơi nó quá đông đúc đi. Và chúng ta tìm chiếc xe hơi nó rất là khó, tìm chỗ đậu xe hơi rất là khó, chúng ta phải gửi xa xa. Ta lấy cái xe này cho chạy tới cái điểm hẹn. Đó. Đây là cái xe đầu tiên nha. Bây giờ mình sẽ thử mở để cho mọi người xem chiếc thùng thứ hai. Chiếc xe thứ hai nó có những cái gì nha. Chiếc này thì mình thấy thùng bự hơn nè. Đấy, thấy thùng bự hơn thì không biết nó có cái gì đây. Thử thôi nha. Rồi. Đây thì cái thùng có vẻ nó chắc hơn đấy. Ok. Thùng này thì nó đóng chắc hơn. Hai chiếc xe này thì theo giá công bố thì nó sẽ chênh nhau khoảng 1 triệu. Chiếc này là chiếc giá cao tiền hơn. Thì chúng ta sẽ mở ra xem thử nó có cái gì nha. Người có tò mò không ạ? Có ai thấy cảm thấy hào hứng cái này cho mình một like bình luận ở dưới nha. Chúng ta sẽ mở đây. Rồi, một cái hộp. Đây. Một cái để chúng ta gắn yên ha. Ở đây thì nó có thêm một cái yên màu đỏ người nè, nó có thêm một cái yên. Nó khác với cái này. Cái này không có yên, cái này thì có yên. Rồi, mút shop em đây. Sẽ để riêng những cái thuộc về bên này. Cái này là để chúng ta chống sóc khi chúng ta vận chuyển cái xe. Rồi đây. Cái này thì có yên. Rồi. Sẽ bưng lên thử nha. Cái này là có kinh nghiệm rồi mọi người nè. Hồi nãy chưa có kinh nghiệm nên là gỡ chiếc xe là hơi khó. Ok, bánh này thì mềm chưa có được bơm. Hai này để chúng ta gắn. Tất cả mọi thứ đều giống. Khác nhau là khác nhau cái yên này. Sẽ gặp lên thử nha. Ok, có một điểm khác nữa mọi người nè. Chiếc này nó có đèn này khác, đèn kia là hai đèn nhỏ, đèn này thì là một
có một đèn nó lồi, một đèn lồi ra. Mình sẽ thử bật đèn để nó có khác không nhau không nha. Ok, mọi thứ đều giống, chỉ khác yên, khác cái đèn đấy. Rồi, hôm nay mình sẽ thử mọi chức năng xem nào. Đấy, khi mình vừa bật ra thì nó tự vặn lại cho mình mọi người nè. Rồi, gắn lại nha. Mình sẽ thử với cái chìa khóa này, xem thử cái đèn nó có đủ sáng hay không nha. Ok. Rồi, mình sẽ thử tốc độ ở đây thử nha. Chiếc kia thì nó 24.9 km thì quá hợp rồi. Nếu mà mình nhìn chiếc xe này thì chắc chắn là mình không biết đây là xe đạp điện đâu mọi người. Đó. Nó giống y như một chiếc xe đạp. Thử nha. Thử tốc độ xem thế nào. Đây là 24.5 km/h. Thử một chế độ khác xem thế nào. Này 14. Này tùy vào, mình thấy nó cũng tiện dụng ở chỗ mọi người nè. Tùy vào khả năng lái xe chúng ta. Nếu chúng ta chạy yếu hoặc là những cái nơi đông đúc, chúng ta có thể chạy chậm lại. Đó. Ok. Rồi. Thấy có gì khác nữa không? Nếu mọi người thấy những điều gì khác á, mọi người comment dưới nha. Cái lúc đây là lần đầu tiên mình mở ra thì mình cũng chưa có biết là nó có khác gì nhau đâu. À đây mọi người. Ở đây chúng ta có một cái gọi là số sườn hay số khung gì đấy. Chúng ta có thể ghi lại hoặc là có một cái gió để chúng ta đảm bảo đây là chiếc xe của chúng ta. Đó, chúng ta dễ tìm kiếm. Rồi. Ok. Chúng ta gắn im lên thử nha. Mình sẽ gắn im lên. Tôi mở này ra thử. Đây nhẹ nhàng nha, mình thấy cái lớp sơn này chúng ta nên nhẹ nhàng, tại vì hai cái này là bằng sắt, nó gắn mạnh quá nó sẽ bị chảy. Rồi thử nha. Ok, mình sẽ thử trải nghiệm chạy một khúc ngắn thử nha. Ủa, bánh xe này nó hơi mềm. Mình sẽ thử trải nghiệm nha, trải nghiệm chiếc xe này, người xe thử nha, trải nghiệm chiếc xe này trong một cái không gian ngắn thử chúng ta xem thử như thế nào nha. Đây. Đó. Mở ra. Mở, chúng ta mở lỏng ra một chút là chúng ta gắn vào. Hơi khó gắn. Thử như thế nào nhé. Rồi, ok. Ta gắn lại đây. Mọi người để ý nè, đó, chúng ta để đây. Chúng ta vặn lại một chút. Chúng ta vặn trước khi chúng ta bập lại nha. Rồi. Cái này thì tùy chỉnh tùy vào cái độ cao thấp của người chúng ta. Đúng rồi. Ok. Mình sẽ thử trải nghiệm nhé. Tướng mình hơi to con. Đó. Đó. À, cái này chưa có bằng đạp, mình sẽ thử thử khi chưa có bằng đạp nhé. Còn khi mà có clê hoặc led thì chúng ta sẽ gắn thử nha. Ok. Cũng khỏe đó mọi người, mình cân nặng chính xác của mình là 76 kg. Mà nếu mà mình 76 kg mà nó cũng khỏe như thế này, tốc độ bước đầu của nó người, nếu mà chúng ta đi ở những không gian như thành phố rất thoải mái rồi. Ok. À, cũng tương đối là thoải mái. Mình sẽ thử thử cái độ êm này. Êm đó mọi người, mình thì hơi ốm nên là mình ngồi mà ngồi chiếc yên này nó cũng ok. Chắc mình nghĩ là do cái lỗ thông hơi ở đây nè làm cho mình cảm giác thoải mái. À, nếu mà mình như thế này thì mình nên chuyển cái này lên chút. Mình hơi cao nên mình chuyển cái này lên chút mọi người nè, nó sẽ phù hợp với cái tầm tay của mình đó. Còn bạn nữ nào mà thấp á, chúng ta có thể xuống dưới nè. Rồi bóp thẳng coi. À, chưa bật đèn à. Rồi có nháy ở sau. Buổi tối đi chúng ta có tính được an toàn ở phía sau đó, được cái độ an toàn của chúng ta đó. Khi chúng ta bóp thẳng thì ở sau chúng ta thấy được, tại vì rồi thử nha. Rồi tôn mạng coi phim luôn. Ok. À, mọi người xem này có những thắc mắc gì nha, có thể comment bên dưới thì mình sẽ tìm hiểu thật kỹ những cái dòng xe này, thì mình sẽ trả lời cho mọi người bên dưới nhé. À, nếu mọi người thấy video hay nhớ nhấn nút đăng ký kênh motot.net. À, mọi người muốn trải nghiệm những dòng xe có thể đến trực tiếp địa chỉ số 4 Tân Hải, quận Tân Bình, TP.HCM nhé. Xin ơn mọi người rất nhiều. À, xin chào và hẹn gặp lại.